Các bạn đang xem tin tức thị trường xe hơi Việt trên kênh YouTube ô tô giá rẻ. Thiết lập lại trật tự mới trong phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ hạng A. Với sự góp mặt của 6 mẫu xe đến từ các thương hiệu khác nhau, phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ hạng A tại Việt Nam đang rất sôi động và có nhiều sự lựa chọn. Tại thị trường Việt Nam, phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ hạng A đang khá sôi động và nhiều sự lựa chọn khi có tới 6 sản phẩm, theo VAMA, đến từ các thương hiệu khác nhau như Hyundai i10, VinFast Fadil, Honda Brio. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, cái tên VinFast Fadil đang trở nên rất đáng lưu tâm khi liên tiếp vượt qua Hyundai i10 về đứng đầu doanh số xe bán chạy nhất trong phân khúc và đứng thứ tư trong bảng xếp hạng 10 mẫu xe bán chạy nhất tại Việt Nam trong tháng. Cụ thể, trong tháng 7 năm 2020, VinFast Fadil tiếp tục dẫn đầu phân khúc xe hạng A tại Việt Nam với 1.577 xe được bán ra. Nếu cộng dồn 7 tháng đầu năm thì lượng xe lên tới 4.097 xe. Đây cũng là tháng thứ 3 liên tiếp, mẫu xe Fadil đứng đầu danh sách xe bán chạy nhất phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ hạng A. Theo giới kinh doanh, việc Fadil có được kết quả này là nhờ việc VinFast đang được đưa ra nhiều chương trình ưu đãi về giá bán và phương thức thanh toán, nên người tiêu dùng có thể dễ dàng sở hữu mẫu xe này. Tại Việt Nam, VinFast Fadil được trang bị động cơ 1 lít 4, 4 xi lanh thẳng hàng sản sinh công suất 98 mã lực tại 6.200 vòng phút và mô men xoắn cực đại 128 Nm tại 4.400 vòng phút. Fadil đang được bán ra với 3 phiên bản là bản tiêu chuẩn với giá 425 triệu đồng, bản nâng cao 455 triệu đồng và bản cao cấp giá tới 499 triệu đồng. Trong khi đó, mẫu xe đến từ thương hiệu Hàn Quốc của Thành Công Motor lắp ráp và phân phối là Hyundai i10 đứng ở vị trí thứ 2 trong danh sách xe bán chạy nhất phân khúc hạng A với 1.286 xe được bán ra trong tháng 7, cộng dồn 7 tháng là được 7.700 xe. Nếu tính hết tháng 7 năm 2020, Hyundai i10 vẫn là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ tại Việt Nam. Tuy nhiên, sự vươn lên của Fadil trong những tháng gần đây cũng là điều đáng chú ý và rất có thể sẽ là những điều bất ngờ về vị trí trong phân khúc này vào cuối năm nay. VinFast Fadil mới chỉ công bố doanh số từ tháng 5 năm 2020. Hiện tại, Hyundai Grand i10 đang có 6 phiên bản với giá đề xuất là 315 cho đến 415 triệu đồng và tùy chọn động cơ từ 1 lít cho đến 1 lít 2. Xếp thứ 3 về doanh số trong tháng 7 năm 2020 cũng là mẫu xe đến từ thương hiệu Hàn Quốc được lắp ráp và phân phối bởi Thaco, đó là Kia Morning với 581 xe. Cộng dồn 7 tháng đầu năm của năm 2020, mẫu xe này cũng bán được 2.886 xe. Hiện nay, Kia Morning có 4 phiên bản bao gồm 3 phiên bản số tự động và 1 phiên bản số sàn, giá bán từ 299 cho đến 393 triệu đồng. Xe sử dụng chung động cơ Kappa 1.25. Tiếp đến là vị trí số 4 trong danh sách tháng 7 năm 2020 là mẫu Toyota Wigo có doanh số chỉ có 267 xe và cộng dồn 7 tháng đầu năm chỉ bán được có 1.102 xe. Toyota Wigo bán ra tại Việt Nam với 2 phiên bản và có giá dao động từ 345 cho đến 405 triệu đồng. Cả hai đều được trang bị động cơ 1 lít 2, sản sinh công suất 87 mã lực và mô men xoắn cực đại 108 Nm. Xếp ở 2 vị trí cuối lần lượt là Honda Brio và Suzuki Celerio với doanh số trong tháng 7 của năm 2020 là 155 và chỉ có 1 xe. Tổng cộng 7 tháng đầu của năm 2020 là 1.576 xe Honda Brio được bán tới tay khách hàng và 195 xe Suzuki Celerio được bán tới tay khách hàng. Do tình trạng ế ẩm của Suzuki Celerio trong thời gian tới, mẫu xe này có khả năng sẽ bị khai tử tại thị trường Việt Nam. Các bạn đang xem video trên kênh ô tô giá rẻ. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh cụ thể, sắc nét và đẹp mắt. Rất mong các bạn đăng ký kênh và nhớ bật chuông nhỏ bên cạnh để thường xuyên nhận bài. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và luôn luôn thành công.